Nhạc sĩ Bảo Phúc nổi tiếng trong lĩnh vực hòa âm phối khí và được xem là một trong những người đi đầu cho việc viết nhạc phim chuyên nghiệp ở Việt Nam. Những bài hát của ông như Những Nẻo Đường Phù Sa, Dòng Sông Không Trở Lại hay Gót Hồng là những ca khúc thành công nhất. Được người ta nhắc đến với những cái tên đầy ưu ái như Thần Đồng Nhạc Họa hay Vua Nhạc Cụ, Bảo Phúc là một ví dụ điển hình cho người nghệ sĩ đa tài. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Bảo Phúc, cậu bé hoàng tộc đi bán hàng rong và hành trình khai sáng nhạc phim Việt Nam. Dòng dõi hoàng tộc nhưng tuổi thơ cơ cực. Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh ngày 30 tháng 10 năm 1958 trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc Huế. Ông nội của ông, Nguyễn Phúc Bảo Thiên, có tước vị Tuyên Hóa Vương, là con trai thứ 9 của vua Dục Đức và là em ruột của vua Thành Thái. Cha của Bảo Phúc là nhạc sĩ Vĩnh Phan, chuyên về lĩnh vực âm nhạc dân tộc, tước hiệu Đinh Hầu, từng sáng tác và giảng dạy âm nhạc. Mẹ là nghệ sĩ Bích Liễu, từng là giọng ca chầu văn của nhạc cung đình Huế thời xưa. Có lẽ nhờ có chung tình yêu với âm nhạc nên khi gặp nhau giữa kinh đô Huế, nhạc sĩ Vĩnh Phan và nghệ sĩ Bích Liễu đã cảm thấy tâm đầu ý hợp và quyết định nên duyên vợ chồng, tạo ra một đại gia đình, trong đó có hai người con trai nối nghiệp cha mẹ là nhạc sĩ Bảo Chấn và Bảo Phúc. Tuy xuất thân trong gia đình quý tộc, dòng dõi hoàng tộc, nhưng Bảo Phúc và anh trai Bảo Chấn không được hưởng những ngày tháng nhung lụa. Họ ra đời đúng lúc gia đình sa sút khó khăn. Cha mẹ Bảo Phúc dù là nghệ sĩ cũng buộc phải lăn lóc cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền nuôi cả đàn con. Bảo Phúc khi còn sống vẫn kể hoài cảnh mẹ đặt ông vào đôi quan gánh quẩy theo dòng đời. Ông cũng đi bán báo, bán chè, bán bột lọc để phụ giúp gia đình. Tài năng thiên bẩm từ thuở bé. Từ thuở ấu thơ, Bảo Phúc là đứa con sớm bộc lộ tinh hoa âm nhạc nhất trong gia đình nên được bố mẹ rất cưng. Nhạc sĩ Bảo Chấn kể về em trai: thời nhỏ trong gia đình chúng tôi, Bảo Phúc là người được cưng nhất nhà vì nó biết đàn rất hay. Một lần bố đi công tác xa mua một cây đàn nhỏ về, là mọi người trong nhà ngồi lại nghe nó đàn, nhưng nó hát thì dở tệ. Sau này không hiểu vì sao giọng Bảo Phúc hay lên, những bài hát Phúc thể hiện được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Nhà nghèo nhưng Bảo Phúc vẫn được bố mẹ cho đi học nhạc. Năm lên 8 tuổi, ông từng học ở trường quốc gia âm nhạc Huế, nhưng sau đó bị đuổi học chỉ vì tội phanh áo ngực vào một trưa hè nóng nực. Chí đi học vẫn còn, ông âm thầm tự học để rồi sau đó đậu vào trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. 2 năm sau, Bảo Phúc đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc toàn quốc. Trong thời gian này, ông bắt đầu viết ca khúc đầu tay. Để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của mình, Bảo Phúc bắt đầu tham gia vào những buổi chơi nhạc cho các cuộc liên hoan, đám cưới, hội nghị. Thù lao buổi diễn khi đó được quy thành lương khô, kem đánh răng và mì chính. Khi nhìn lại quãng thời gian đó thì nhạc sĩ từng cảm thấy biết ơn vì những năm tháng khó khăn đã giúp ông hiểu sâu sắc về đời người. Tôi nghĩ, một nhạc sĩ vào đời trên nhung lụa sẽ khó tiến xa. Ngoài tài năng về âm nhạc, Bảo Phúc còn có khả năng thiên bẩm về hội họa, từng đoạt giải nhất hội họa toàn quốc năm 10 tuổi và giải ba thế giới với 104 nước tham gia. Tuy nhiên, tai nạn ngã lầu bất ngờ đã khiến ông đứt ba cơ mặt và mất đi mắt trái. Giấc mơ hội họa cũng đành khép lại. Ông từng chia sẻ, hòa âm phối khí cho một album cũng giống như một bức tranh thủy mặc, trên đó là những nét chấm phá, có chỗ đậm, chỗ nhạt, chỗ dày, chỗ mỏng. Ngoài khả năng về hội họa thì Bảo Phúc còn có khả năng chơi 25 loại nhạc cụ khác nhau từ dân tộc đến phương Tây như là đàn tranh, đàn kìm, đàn đá, piano hay guitar. Và chính khả năng đặc biệt này đã giúp cho ông tạo ra những bản hòa âm phối khí được đánh giá là vừa giản dị, mộc mạc nhưng lại đa dạng và nhiều cảm xúc. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân. Thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. Từ nhạc sĩ phối khí đến người tiên phong viết nhạc phim. Năm 1986, Bảo Phúc đến với ngành phối khí bởi thấy rằng đó là một mảnh đất còn hoang sơ và có quá nhiều thứ để khai thác. Sau một thời gian cộng tác với các hãng băng đĩa, ông đã khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực này. Sau khi đi sâu vào phối khí, Bảo Phúc lại thích đi vào những cái khó hơn như nhạc múa, nhạc phim, những ngành gọi chung là khí nhạc. Một kiến thức sâu rộng về âm nhạc, khả năng biết sử dụng đến 25 nhạc cụ, khả năng dàn dựng sân khấu và một giọng hát thiên phú đã tạo nên một chân dung đa diện của người nhạc sĩ tài năng này. Là người say mê công việc, Bảo Phúc có thể ngồi suốt 12 tiếng trong phòng thu, một tháng có thể viết hòa âm một hơi 40 ca khúc và có thể nhận nhiều chương trình biểu diễn một lúc mà không bị kiệt sức hay hụt hơi. Với ông, phía trước luôn là những dự định, bởi hạnh phúc nào hơn khi ta được khám phá những giây phút phát sáng của chính mình. Bỏ lại sau lưng những vất vả của ngày tháng cơ hàn, vào đội chính của tài năng, người nhạc sĩ phối khí hàng đầu của Việt Nam lại ngập đầu trong những đơn đặt hàng làm nhạc phim. Và đó cũng là những thử nghiệm mới trong công việc của ông. Ông cũng được cho là một trong những nhạc sĩ đi đầu trong công việc viết nhạc phim chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Bộ phim đầu tay ông làm là Ngôi sao cô đơn, hợp tác với đạo diễn Cảnh Đôn năm 1990. Với công việc viết nhạc phim, Bảo Phúc hứng thú hơn vì với mỗi bộ phim có nội dung khác nhau, người nhạc sĩ buộc phải làm nhạc theo những hướng khác nhau. Do vậy, ông có cơ hội thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Bảo Phúc từng chia sẻ rằng, âm nhạc đóng góp rất nhiều trong việc tạo hiệu quả cho một bộ phim hay. Âm nhạc thành công là bộ phim đã thành công một nửa. Nhưng ở thời điểm đó, vai trò của công việc này chưa được đánh giá đúng với vị trí của nó. Cùng với nhạc sĩ Bảo Chấn, hai anh em đã viết nhạc cho rất nhiều bộ phim. Những nhạc phim gắn liền với tên tuổi Bảo Phúc phải kể đến như Ngôi sao cô đơn, Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại, Gót hồng, Khi đời có em, Nắng hồng soi mắt em. Có bài Bảo Phúc sáng tác từ năm 12 tuổi như Giáng xuân, nhạc phim Chuyện vui ngày Tết. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Bảo Phúc được nhận giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc cho bộ phim video Những chiếc lá thời gian. Những nẻo đường phù sa, nhạc phim của bộ phim cùng tên, được thực hiện bởi hãng phim TFS, có lẽ là ca khúc khiến người nghe nhớ đến nhiều nhất. Bài hát được đánh giá là bước gạch nối của dòng nhạc cách mạng và liên tục có mặt ở top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh trong thời gian dài. Đến năm 2003, Bảo Phúc tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt giải nhất âm nhạc cho phim Rặng trâm bầu, giải ba tác phẩm khí nhạc Gánh lúa về, viết cho đàn nguyệt và dàn nhạc dân tộc, dàn nhã nhạc cung đình Huế. Nhạc sĩ của những sáng tác đậm chất thơ. Trong gia tài sáng tác của nhạc sĩ Bảo Phúc, số lượng các bài hát được phổ thơ khá là nhiều. Có thể nói chính vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn nghệ và dòng dõi hoàng tộc nên Bảo Phúc có được một tâm hồn thơ lai láng, dễ dàng mẫn cảm để viết nên được những nốt nhạc cho những bài thơ mà ông yêu thích. Những bài hát được phổ từ thơ khá thành công của Bảo Phúc như Dòng sông không trở lại, thơ Thảo Phương, Kẻ rong chơi cuối thế kỷ, thơ Nguyễn Liên Châu, Ngẫu hứng ru con, Để gió đưa vào lãng quên, thơ của anh Thoa, đã chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Về sau, nhiều nhạc sĩ cũng bắt đầu chuộng nối phổ thơ thành nhạc. Chất thơ của Bảo Phúc không chỉ thể hiện ở tài năng viết nhạc cho thơ, mà trong chính ca từ của những ca khúc do ông tự viết nên. Nếu tắt đi phần nhạc và chỉ đọc ca từ của những nẻo đường phù sa, Tình mãi xanh, Gót hồng, Nụ hồng lẻ loi hay Một thoáng Sài Gòn, có thể thấy đó hoàn toàn là những bài thơ với cách điệp vần ở cuối câu, cách ngắt nhịp của thể thơ 8 chữ hay phóng khoáng với thể thơ tự do. Mối duyên với Trịnh Công Sơn. Điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của Bảo Phúc chính là kỷ lục hòa âm phối khí cho các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong 600 ca khúc của Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc đã đóng góp phần hòa âm phối khí gần 400 bài. Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều hài lòng với những hòa âm ấy, là đồng hương xứ Huế, lại hợp nhau. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất thân thiết với Bảo Phúc, họ thường ngồi bên nhau những lúc trà dư tửu hậu đàn hát cho nhau nghe. Những buổi trò chuyện tâm giao với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp ông hiểu rõ hơn về những thủ pháp sáng tạo thông qua hội họa, điển hình là lối vẽ thủy mặc. Ngoài ra, điều quan trọng nhất mà Bảo Phúc học được ở người nhạc sĩ tài hoa chính là lối sống đẹp. Người ta bảo Trịnh Công Sơn có thể nuốt vào lòng một nỗi đắng cay để sau đó hồn hậu nở một nụ cười nhân ái với mọi người. Chính vì thế mà Bảo Phúc cũng học được cách bình thản trước những biến cố của cuộc đời. Bộ ba Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc, Hồng Nhung đã làm nên cuốn băng nhạc Trịnh đầu tiên, Bóng bồng ơi, đưa tiếng hát của nữ ca sĩ gắn liền với dòng nhạc Trịnh. Hồng Nhung từng chia sẻ, Bảo Phúc yêu nghề và say mê nhạc Trịnh. Tôi nhớ có lần anh mất nhiều thời gian để viết hòa âm cho một bản nhạc. Vừa viết xong anh lập tức liên lạc với tôi và anh Sơn để nghe thử. Ba chúng tôi đón nhau ngoài đường, chưa nghe vào trong xe và cứ im lặng nghe đi nghe lại. Bây giờ nhắc lại, điều làm tôi nhớ nhất là bản tính hồn nhiên của anh dành cho âm nhạc. Ngày 24 tháng 5 năm 2009, trong lúc uống trà với bạn bè, nhạc sĩ Bảo Phúc bất ngờ bất tỉnh. Nguyên nhân được xác định là do ông bị ung thư vùng đại não. Nhạc sĩ qua đời lúc 12 giờ 52 phút ngày 31 tháng 5 năm 2009 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, trong sự tiếc nuối đau đớn của gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Nhạc sĩ Bảo Chấn từng chia sẻ khi em trai qua đời, đó là nhát dao, là sự sụp đổ lớn nhất. Tôi với Bảo Phúc ngoài tình huyết thống còn là tình đồng nghiệp. Thời gian Phúc đi học ở trường, tôi là người hướng dẫn. Tôi nhớ mỗi khi Phúc viết được những bài hát như Những nẻo đường phù sa thì nó thường chạy tới tôi để khoe. Bây giờ thì không còn ai để chia sẻ, tôi đã mất đi một người tri kỷ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của nhóm nhé.